Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam trên toàn thế giới, tháng 10 này, một cuộc thi mang tên Tiếng Hát Việt Toàn Cầu 2023 đã được ra đời. Đây cũng là lần đầu tiên mà sân chơi này được mở ra với sự xuất hiện của dàn ban giám khảo uy tín là các nghệ sĩ tên tuổi như là Thu Minh, Bằng Kiều, Quang Lê, Dương Triệu Vũ, hứa hẹn sẽ thu hút được đông đảo thí sinh và những người yêu âm nhạc trên toàn thế giới. Tiếng Hát Việt Toàn Cầu năm 2023 là một sân chơi tìm kiếm những giọng hát hay dành cho người Việt trên toàn thế giới, được ban tổ chức tuyển chọn thí sinh từ 16 tuổi trở lên và không giới hạn chuyên nghiệp hay nghiệp dư. Theo đó, cuộc thi Tiếng Hát Việt Toàn Cầu năm 2023 được ban tổ chức chia thành 3 bảng thi: nhạc nhẹ, âm nhạc dân gian và nhạc trữ tình bolero. Quán quân của mỗi bảng sẽ nhận được giải thưởng trị giá 300 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật. Bên cạnh đó, 3 quán quân của 3 bảng cùng với các thí sinh đoạt giải phụ trong đêm chung kết sẽ được tham gia biểu diễn trong tất cả các show diễn trong nước và nước ngoài do đơn vị chủ quản tổ chức. Đây là một cái cuộc thi mang ý nghĩa muốn giúp cho những kiều bào từ châu Âu cũng như những khán giả trẻ, những người yêu quý tiếng Việt cũng như là những người yêu thích âm nhạc Việt Nam đang sống từ nước ngoài có dịp cọ sát với cái môi trường chuyên nghiệp và cũng như là âm nhạc của Việt Nam. Thì đây là anh nghĩ rằng là trong cái cuộc thi, ngoài những cái ý nghĩa đó thì nó còn mang tới cho những cái khán giả, những cái kiều bào những cái niềm vui mới, chẳng hạn giống như đây là một cái ngày hội về cái âm nhạc của tiếng Việt của mình. Ngoài mục đích tìm kiếm những giọng hát hay có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Tiếng Hát Việt Toàn Cầu 2023 còn là sân chơi dành cho những người yêu ca hát đến giao lưu học hỏi và được tỏa sáng trên sân khấu theo cách của riêng mình. Cuộc thi Tiếng Hát Việt Toàn Cầu 2023 chính thức nhận đơn đăng ký từ tháng 10 năm 2023, dự kiến tổ chức bán kết khu vực châu Âu vào trung tuần tháng 11 năm 2023, sơ khảo và bán kết trong nước vào cuối tháng 11 năm 2023. Đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12 năm 2023.